Nha, bây giờ mình sẽ test thử cái mica của Rider và mica của Sajia nha ha. Thì mình sẽ sử dụng cái búa này thả từ độ cao khoảng 1 mét xuống nha ha. Để coi nó có bể không. Đây, bây giờ mình sẽ thả từ trên này xuống này. Anh em cùng tham khảo nha. Đây, mình thả này. 3, 2, 1. Đó, đây là mica của Sajia nha ha. Bể. Nát hết ra nha thấy không? Đó, thả là bể nát ra này. Đó, anh em xem nhẹ cái là bể này, thấy không? Đó, rất là giòn. Anh em thấy không? Cực kỳ giòn luôn. Rồi, còn đây là mica của Rider. Đây, mình cũng thả từ độ cao đến này xuống nha em ha. Đây. Anh em để ý nha. Đó. Không xi nhê nha em ha. Đó, nói chung là không xi nhê. Bây giờ mình sẽ đập thử cho anh em coi này. Đó. Đây. Đó. Nếu mà đập vầy á thì nó chỉ chay thôi nha má, không bể, à, không thể nào bể được. Đó. Đó. Đây này, bây giờ mình sẽ thả cái búa lại cho anh em coi lần nữa nè, không nó mình nói sợ giờ độ cao hơn này. Có anh khách chứng kiến luôn này. Đây. Đi ra trước đi bà chủ. Đây, anh em coi nha. Đó, thả cao như vậy ha. Và không có một cái gì xảy ra với mica của Rider anh em ha. Rồi, link sản phẩm mình sẽ để bên dưới. Anh em ủng hộ thì cứ đặt đó giùm mình nha. Thank you anh em rất là nhiều.